Trong Quan Bi Cháp 1060, chúng ta đã khá bất ngờ khi biết rằng giấc mơ của Luffy không chỉ đơn giản là làm vua hải tặc, mà thay vào đó là một thứ gì đó cực kỳ khác biệt, rất mới mẻ, mà thậm chí là cho tới thời điểm hiện tại, những đồng đội cực kỳ thân thiết của cậu mới biết được mà thôi. Và để nói thì giấc mơ bí ẩn của Luffy chắc chắn là điều mà ai cũng muốn biết. Tuy nhiên có một điều thú vị là những đồng đội của Luffy không phải là những người đầu tiên biết về giấc mơ của cậu, mà bên cạnh đó còn có những người khác đã biết trước về giấc mơ này của Luffy luôn đấy nhé. Chào mừng các bạn đến với Tao Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem qua những người đã biết về giấc mơ của Luffy trước các đồng đội của cậu trong One Piece luôn nhé. Boa. Đúng là trong One Piece, chúng ta chưa từng được thấy Luffy nói với Boa về giấc mơ của mình bao giờ cả, và thậm chí là còn không chắc rằng cậu sẽ nói giấc mơ của mình cho Boa nghe không. Cơ mà theo dòng sự kiện gần đây, khi chúng ta được biết rằng Rayleigh, thầy của cậu, đã có một mối tình khá là bền vững với nữ hoàng Amazon Lily của hai thế hệ trước, nên không biết chừng sau này, Luffy cũng giống như thầy của mình, cũng có một mối tình bền vững với nữ hoàng hải tặc hiện giờ thì sao? Mặc dù nó chưa xảy ra, nhưng hãy cứ nghĩ rằng Luffy chấp nhận lời cầu hôn của Boa đi nhỉ? Và nếu như thế thì có lẽ là Luffy đã phải nói về giấc mơ của mình cho Boa được biết, bởi vì hai người họ đều đã xác định tiến tới tương lai, và hiển nhiên là Luffy cũng sẽ nói với Boa, người quan trọng nhất của cuộc đời cậu sau này rồi. Cơ mà về thực tại thì mình nghĩ rằng dù Luffy có lấy Boa hay không thì cũng có khả năng là cậu đã nói về giấc mơ của mình cho Boa Hancock trong lúc luyện tập rồi. Bởi lẽ Luffy là một người rất thích chia sẻ, và cậu sẽ chia sẻ giấc mơ của mình với bất kỳ ai, chẳng hạn như Boa Hancock, người mà Luffy đã tiếp xúc đủ nhiều để có thể tạo ra một mối quan hệ tin tưởng. Thì mặc dù là chúng ta chưa thấy Luffy nói về ước mơ của mình cho Boa lần nào, nhưng ít nhất thì mình vẫn tin tưởng là Boa biết về ước mơ của cậu. Và đừng quên rằng quan hệ của cô với Rayleigh cũng rất là thân thiết, nên sẽ không lạ gì nếu như Rayleigh kể về giấc mơ của cậu cho Boa nghe đâu. Rayleigh, chắc là các bạn đang thắc mắc vì sao bà Rayleigh lại biết về giấc mơ của Luffy. Bởi lẽ cũng giống như Boa Hancock, chúng ta chưa bao giờ được thấy Luffy chia sẻ giấc mơ của mình cho Rayleigh cả. Và thậm chí là trong chép 1060, những người mà Luffy đã nhớ về việc nói cho họ về ước mơ của cậu không hề có Rayleigh. Không biết là Luffy đã quên mất chuyện mình đã kể cho Rayleigh nghe hay không, nhưng khả năng cao là Rayleigh biết rất rõ về giấc mơ của Luffy đang hướng tới. Vì sao ư? Thứ nhất, khoảng thời gian mà Luffy ở cùng Rayleigh có thể nói là còn lâu hơn khoảng thời gian mà cậu làm hải tặc. Và thậm chí là ngày này sang ngày khác, hai thầy trò đều luyện tập và cùng sinh tồn với nhau. Trong khoảng thời gian 1.5 năm luyện tập cùng Luffy, chắc chắn là cả hai đều có những tâm sự gì đó về bản thân với nhau, chứ không phải kiểu việc ai người nấy làm. Vậy nên, khả năng mà Luffy đã kể cho Rayleigh về giấc mơ của mình là khá cao. Tuy nhiên, nếu mình là Rayleigh, thì chắc mình sẽ không cần phải hỏi Luffy về ước mơ thật sự của cậu. Bởi lẽ trước đó đã có người nói cho ông biết rồi, hẳn là các bạn cũng đều thấy rằng, tự nhiên khi không, Rayleigh lại đặc biệt chú ý và đồng hành cùng Luffy như thế. Trong khi cũng có nhiều tân binh triển vọng khác ở Sabaody, nhưng phải là Luffy mới được. Lý do có lẽ là vì trước đây, khi Shen gặp lại Rayleigh và kể cho ông nghe về một cậu bé thú vị ở Biển Đông, người đã từng nói những lời giống như thuyền trưởng của họ lúc xưa, và sau khi được tận mắt gặp gỡ người mà Shen khen ngợi, Rayleigh đã ngay lập tức hướng sự chú ý của mình đến Luffy. Và rồi sau đó, chúng ta đã được thấy rằng quá trình luyện tập của Rayleigh dành cho nhân vật chính đỉnh tới mức nào đấy. Shen. Nói về Rayleigh thì chắc hẳn phải nói về người tiết lộ cho ông về Luffy, Shen tóc đỏ. Có thể nói rằng, Shen là người đầu tiên trong truyện, thậm chí là cả thế giới biết về giấc mơ của Luffy bằng một cách nào đó mà từ một kẻ ghét hải tặc, Luffy đã trở nên yêu thích con người này và bắt đầu nuôi dưỡng ý chí trở thành hải tặc của mình. Để nói thì Shen tẩy não cũng ra gì phết, mà thậm chí lại còn rất được Luffy tin tưởng, mà kể về ước mơ của cậu luôn. Có thể thấy, mục đích của Luffy khi nói với Shen trước khi anh rời đi khác hoàn toàn với thứ mà cậu đã kể cho các thành viên khác. Vì nếu trở lại chapter đầu tiên, các bạn có thể thấy rằng Luffy bảo là mình sẽ trở thành vua hải tặc và vượt qua được cả Shen, nên khả năng cao là cậu đã nói giấc mơ của mình cho Shen từ trước. Có thể mạnh dạn đoán được là trước khi mà Shen cứu Luffy nữa cơ. Lý do mà mình nghĩ như vậy là do Shen quyết định liều mạng để cứu Luffy khỏi miệng con vua biển. Thông thường thì chẳng ai làm tới mức đó cả, bởi Shen hoàn toàn có thể chém nó từ xa bằng kiếm thuật của mình, thay vì bơi lại gần để cho nó táp một phát vào tay như thế. Vậy nên, bằng cách thể hiện sự hy sinh của mình cho Luffy thấy, Shen đã thành công trong việc đặt cược vào thời đại mới. Chỉ có một lý do đặc biệt để Shen hết mình trong việc bảo vệ Luffy mà thôi. Đó chính là anh đã nghe kể lại điều mà lúc trước thuyền trưởng của mình đã nói. Vì thế nên, Shen mới quyết định bảo toàn mạng sống cho cậu bé đặc biệt này. Ace.
là một trong hai người anh rất thân thiết với Luffy và cũng là một trong số ít những người đã được nghe chính miệng Luffy kể về ước mơ của cậu. Mặc dù sau khi nghe Luffy nói về giấc mơ của cậu xong thì Ace đã không biết nói gì hơn, bởi vì những lời mà Luffy vừa nói không khác gì lời của một đứa con nít vậy. Thực ra thì Luffy cũng chỉ là một đứa con nít nên không thể nào trách cậu được, nhưng hiện tại thì đúng là như thế. Mặc dù đã 19 tuổi rồi nhưng Luffy vẫn có cái suy nghĩ như một đứa con nít mà thôi. Cơ mà ước mơ của mỗi người thì đâu ai giống ai, nên bất kỳ ước mơ nào cũng cần được tôn trọng. Bởi vì thế nên, ngoại trừ Sabo và bản thân ra thì Ace tuyệt đối không bao giờ cho phép bất kỳ ai dám cười nhạo ước mơ của em trai mình. Mặc dù bản thân anh biết rằng giấc mơ của Luffy nghe rất hoang đường và sẽ có rất ít người chịu tin vào việc Luffy có thể thực hiện được giấc mơ đó. Thế nhưng mà mặc dù là Ace đã hơi bối rối khi nghe về giấc mơ của Luffy, nhưng có lẽ là càng hoạt động ở biển càng lâu đã khiến cho Ace có thêm hy vọng vào Luffy nhiều hơn. Và một phần nào đó đã khiến Ace nghĩ rằng Luffy sẽ có thể thực hiện được ước mơ của mình. Điều này khiến một kẻ làm anh như Ace vô cùng tự hào về em trai của mình. Và vì vậy nên có thể thấy điều đó thông qua việc đi đến bất kỳ đâu, Ace cũng đều kể về Luffy và giấc mơ của cậu cho người khác nghe và cảnh cáo họ không được cười cợt em trai của mình. Một số người thì khá là biết điều, có một số người thì không, vì hiển nhiên giấc mơ của Luffy nghe thôi thì không ai có thể tin được. Cơ mà thân là một người anh nên Ace rất là tin tưởng vào em trai của mình, và thậm chí là còn có thể thấy rằng trước khi chết Ace cũng vẫn luôn tin vào Luffy nữa cơ mà. Và không chỉ có vậy, nhờ việc đem giấc mơ của Luffy đi kể cho hết người này tới người kia mà Ace đã giúp cho Luffy có được một lượng đồng binh cực kỳ mạnh trong trận chiến tại Wano Quốc đấy nhé. Yamato, đây chính là người mà Ace đã tin tưởng tới mức kể lại giấc mơ của Luffy cho người này nghe, và nhờ thế cho nên trong trận chiến tại Onigashima, Luffy mới có được cho mình một đồng minh vô cùng hùng mạnh để hỗ trợ cho cậu trong trận chiến diệt rồng tại xứ sở của các samurai. Một đồng minh mà không ai có thể ngờ tới chính là con trai của kẻ mà Luffy cần phải đánh bại. Thực tình mà nói thì không cần tới Ace chiêu mộ trước, thì khi họ gặp nhau tại Wano này, Yamato cũng sẽ đồng ý giúp đỡ Luffy đánh bại cha mình mà thôi. Có lẽ là vì cô đã sẵn muốn nổi loạn từ trước rồi, nên cứ mỗi lần nghe đến việc có ai đó đến lấy mạng cha mình thì Yamato háo hức lắm, cô nàng sẽ đồng ý cả hai tay ngay và luôn và chẳng hề hỏi han hay thắc mắc gì cả. Và có thể nói rằng tại thời điểm ở trận chiến Onigashima diễn ra thì Yamato chính là người duy nhất biết về giấc mơ của Luffy có mặt trong trận chiến này. Và nếu như có một trường hợp hiếm hoi nào đó xảy ra khi mà Luffy chẳng may tử trận trước Kaido, thì hẳn là Yamato sẽ lo liệu việc kể lại giấc mơ của cậu cho những người đồng đội khác nghe đấy đúng không? Và để mà nói thì Yamato là người duy nhất trong truyện không cười phá lên khi nghe về giấc mơ của Luffy, mà trái lại cô còn rất hào hứng khi nghe về nó nữa. Bởi lẽ trước đây Yamato đã từng đọc lại về giấc mơ của một kẻ khác có ước mơ y hệt với Luffy hiện tại rồi, và việc biết về giấc mơ của Luffy giống như là cuối cùng Yamato cũng đã được gặp lại vua hải tặc trong thời đại này vậy. Nên cũng chẳng trách được khi mà cô nàng lại trở nên bất ngờ như thế rồi đúng không? Thậm chí là chúng ta cũng không cần phải hỏi vì sao mà Yamato lại đồng ý giúp đỡ Luffy ngay và luôn khi chỉ mới lần đầu gặp mặt cậu. Bởi lẽ chỉ vì nhờ sự việc Ace đã kể cho Yamato nghe về giấc mơ của mình nên cô đã tự mặc định trong đầu rằng Luffy là người mà cô đang cần rồi chứ còn gì nữa. Sabo là một trong hai người anh trai của Luffy, thì hiển nhiên Sabo cũng đã biết về giấc mơ của cậu rồi. Hẳn là vậy, vì lúc Luffy kể về giấc mơ của mình thì Sabo cũng có mặt ở đó để nghe luôn mà. Nhưng khác với Ace, Sabo có vẻ như không căng thẳng như Ace, vì chúng ta cũng không thấy Sabo đi kể về giấc mơ của Luffy tùm lum cho mọi người được biết, hoặc ít nhất là chúng ta chưa được thấy Sabo đi kể với ai bao giờ. Cơ mà tính cách của Sabo thì không hào hứng, không có nghĩa là không quan tâm, bởi lẽ với tâm thế là một người anh trai thì hẳn là Sabo cũng rất quan tâm đến em trai của mình, giống như Ace rồi, chỉ là do tính cách của anh trầm lắng hơn Ace nên mới không có chuyện bạ đầu kẻ đó như anh mà thôi. Từ những gì mà chúng ta có thể thấy thì hẳn là Sabo cũng rất tin tưởng vào Luffy và nghĩ rằng vào một ngày nào đó cậu sẽ có thể thực hiện được ước mơ của mình, và việc Sabo còn sống cũng chính là gánh thêm phần của Ace để cả hai có thể nhìn thấy được Luffy lúc cậu hoàn thiện giấc mơ của mình. Cơ mà theo tình hình hiện tại của Sabo thì có vẻ như mọi chuyện không được khả quan cho lắm khi chúng ta không biết rằng Sabo liệu đã chết hay còn sống dưới sự thanh trừng của chính phủ trên vương quốc Lulusia. Cơ mà mình nghĩ một người với khả năng hóa lửa như Sabo thì sẽ không dễ dàng bị bay màu bởi một vũ khí hủy diệt bay vòng vòng trên bầu trời đâu đúng không? Vì nếu không thì Sabo đã không thể trở thành một tham mưu trưởng của quân cách mạng như hiện tại rồi. Bằng mũ rơm,
Mặc dù là những đồng đội rất thân thiết của Luffy và họ cũng đã cùng nhau ra biển gần cả 2 năm trời, nhưng bị cái là tới tận bây giờ thì bằng mũ rơm mới có thể biết được về giấc mơ của Luffy và nhận ra rằng thuyền trưởng của họ khác người tới như thế nào. Thậm chí là có vài thành viên còn nghĩ rằng giấc mơ của Luffy thật là viển vông và không thể thành hiện thực nữa cơ mà. Nhưng vì họ đã đồng ý đi theo đồng hành cùng Luffy rồi nên đành phải chịu thôi mà cố gắng giúp đỡ thuyền trưởng thực hiện giấc mơ. Nói như vậy thì không hẳn là bất kỳ ai trong bang cũng đều phản đối giấc mơ của Luffy, và chúng ta có thể thấy rằng có một vài thành viên rất tự hào khi biết về giấc mơ của thuyền trưởng của họ đấy rồi còn gì. Cơ mà giống như toàn bộ những thành viên thì chúng ta đều có thể thấy rằng chỉ đến khi Luffy thực sự đã trở thành vua hải tặc thì mới có cơ hội biến ước mơ của cậu trở thành sự thật. Vậy nên trước mắt thì họ phải tìm ra được khối Robonelips cuối cùng và đến lấy kho báu One Piece đã, xong rồi mới tính tới chuyện đưa Luffy lên làm vua hải tặc và thực hiện ước mơ của cậu. Nghe thôi là đủ thấy nó rắc rối và sẽ không dễ gì mà có thể thực hiện được rồi đúng không? Chẳng trách vì sao mà người ta lại nghĩ rằng Luffy có một ước mơ viển vông như thế nhỉ?